Xin chào tất cả quý vị khán giả, rất vui khi gặp lại quý vị khán giả vào mỗi tối thứ ba lúc 20:30 trên kênh HTV7 với chương trình Sao Hay Chữ. Thưa quý vị, chương trình Sao Hay Chữ do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ thì xin được chào đón những người chơi của ngày hôm nay, mời các em. Thưa quý vị, Bình Tân và Dương Lâm, Ngọc Trai và Đồng Ánh Quỳnh. Đây, những người đồng nghiệp, những người em thân thiết của đại nghĩa. Hình như là Dương Lâm vẫn còn đang rất là phấn khích, chưa có dừng lại được. Em rất là sung sức, em muốn chiến đấu. Vì sao? Tại vì thơ văn tục ngữ, thất ngôn bắt cú đường lực là em nhiều. Hình như ta. Không có cái nào vô cái nào nha, thơ văn tục ngữ, thất ngôn bắt cú đường lực. Em nghe em cũng bị hoang mang luôn. Nói chung vậy đó, chuyện cổ tích đồ, thơ văn là em khoái lắm. Làm liền câu thơ tặng mọi người ngày hôm nay. Chương trình quả thiệt vui ghê, tham dự một cái là mê tới già. Đúng, tâm hồn văn thơ lai láng. Đây, bên đây, Đồng Ánh Quỳnh với lại Ngọc Trai. Nãy giờ mình ra, mình có vẻ là bị trầm lặng. Thấy bên kia Lâm nó làm lố quá phải không em? Dạ. Vậy em có tự tin vào cái vốn ca dao trong đầu mình hay không? Người ta nói á, là muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Mới nói một câu thôi dạ. Nghe thấy văn thơ ca dao. Dạ, dạ, nhưng mà, dạ nhưng mà hồi xưa thì em hơi quậy cho nên là thầy không yêu em lắm. Dạ, không biết nhớ được nhiều. Không biết nhớ được nhiều. Nhưng mà anh thấy cái thái độ trầm tĩnh đỉnh đạt của em tự nhiên cho anh một cái niềm tin mãnh liệt. Còn Đồng Ánh Quỳnh sao em? Học sinh giỏi ngữ văn cấp 2. À, rồi cấp 3 bớt giỏi hả? Cấp 3 thì đổi sang toán á. À, trời. Nên là cũng đỡ hơn một tí mà mong là hôm nay nhớ được một chút. Giỏi văn xong rồi sau đó giỏi toán luôn. Ai làm lợi em? Đây. Sao anh không hỏi Bình Tĩnh? Từ từ bây giờ mới tới Bình Tĩnh nè. Nào, Bình Tĩnh phải hỏi cái người mà tao nói là vạm vỡ nhất ở đây. À, trời. Cứ đề bàn về vấn đề của em ngoài. Bây giờ đi vào chuyên môn đi bây giờ. À, sao? Đây. Sao? Dân cải lương mấy cái dòng mà thơ rồi ca dao hay đưa vào trong câu hát là chuyện bình thường, đúng không? Thử làm câu. Giang đời cho thiếp theo cùng, thắng thì thiếp lấy, thua thì chàng ăn. Trời ơi. Trời ơi. Vô nhẹ, vô nhẹ, em thấy nó vô nhẹ. Trời ơi, cái gì chứ tiếng trung tỉnh hộ vậy em? Không, thấy rõ ràng, không gừng càng già càng cay nha quý vị. Trong vàng 4 người chơi bữa nay, tuổi em nhỏ nhất nhưng mà cái tuổi đời em chồng chất cao nhất. Cho nên, kinh nghiệm đầy mình. Nếu như mà ai về có đội Bình Tĩnh ngày hôm nay thì mình sẽ có cơ may giành chiến thắng đó. Nhưng, không có phải dễ dàng để cho các em muốn chọn ai chọn lựa ai lựa. Muốn là cái người chọn đội thì mình phải trải qua một thử thách. Người nào mà chiến thắng trong thử thách này thì mới được quyền chọn đồng đội của mình nha. Thử thách như thế này. Wow, wow, nuốt cờ, đưa đây. Giống như hồi nhỏ mình chơi cái trò chơi cướp cờ vậy đó. Từng cặp một sẽ đi lượn quanh cái cờ này. Rồi. Nhìn nó đắm đuối, yeah, đúng không? Yeah. Nhìn nó say sưa. Rồi. Khi mà nhạc dừng lại, ai thò tay giật cái cờ trước? À, giống cái trò mà ngày xưa còn bị ghê ghê xong. Đúng rồi, em ơi, em hay quá. Hai cô gái thì trước. Âm nhạc bắt đầu. Lườm lườm cái cờ, liếc cái cờ. Bình Tĩnh, nó ăn gian. Không chơi động tác giả nha. Bình Tĩnh, nó ăn gian nha, Bình Tĩnh. Trời ơi, thôi Bình Tĩnh ăn gian quá, Bình Tĩnh. Thôi, thôi, thôi. Thua rồi, Bình Tĩnh. Sao thua rồi? Thua rồi, không ăn gian. Trời ơi, sao thua? Thua rồi. Vì cái câu nhảy. Dạ, trong trận đấu vừa rồi, bé Quỳnh chiến thắng. Trời ơi. Bị diện bé Quỳnh nó tỉnh bơ rồi. Em biết sao tin thua không? Sao? Đáng lẽ là cái người nhỏ là rất là nhanh nhẹn, nhưng mang hai cục bà nặng quá. Đó, đi không nổi rồi, giật không được luôn. Nó người ta bây giờ tới mình mang về độn vô. Đây. Đó, trời ơi, nó đổi về bà, độn không vậy? Người đàn ông mang về độn, bước vô. Chuẩn bị. Chơi vui vẻ thôi nha trai nha. Ok. Chơi vui vẻ. Không chồng, không quạo nha. Ok. Âm nhạc. Bình Tĩnh chơi hay quạo lắm á. Làm những cái chuyện gian. Đứng xa xa ra Lâm. Trời. Đừng có chơi gian nha. Ủa sao nhạc lâu quá vậy? Không khí. Đi vô chỗ. Hay quá Lâm ơi. Thấy không trời. Em chỉ sơ sót một chỗ thôi. Cái chuyện nhạc nó lâu hay mau kệ nó. Cái trận chiến cho rồi. Dương Lâm chiến thắng. Yeah. Và bây giờ mời hai người chiến thắng ở hai vòng bước vào sàn đấu. Gì nữa vậy? Quỳnh với Lâm. Trời ơi, cực quá, trời chưa game. Giờ trận chung kết nè. Trời ơi, chưa được vô game đó hả? Chưa. Trời ơi. Cái này là mới vòng ngoài thôi. Âm nhạc. Trời ơi, mới giữ xe thôi đó, trời ơi. Tránh ra nha Lâm, đừng ăn gian nha Lâm. Không.
bé Quỳnh nó tỉnh bơ phải không, mặt thờ ơ có vẻ không quan tâm. Nói rồi. Ơi, hay nói quá rồi. Mình ơi, cái bàn chân dài này bạn ghê lắm. Bé Quỳnh một lần nữa chiến thắng. Em nói đi, em muốn chọn ai về đội của mình? Em nghĩ là em sẽ chọn anh Ngọc Trai ạ. Thích trai ngậm ngọc hả? Không phải, chắc tại đứng gần á anh. À, không, cái style này anh thấy hợp với nhau. Dạ. Nó là điềm tĩnh á, có cái sự chừng mực giới hạn đó. Còn bên đây là không có kiểm soát. Bình Tinh và Lâm sẽ đi chung với nhau. Trai, Quỳnh sẽ đi chung với nhau. Đặt tên đội đi em. Em nghĩ em sẽ đặt tên là Hoài Trinh đi anh. Hoài Trinh là dạ, gì? Dạ, Quỳnh Trai. Dạ. Quỳnh Trai. Tên hai đứa mà ghép lại rồi mình đập lái lại đó hả? Dạ. Dạ thưa quý vị, đội Hoài Trinh có nghĩa là Quỳnh và Trai quý vị nha. Hay quá. Chứ thiệt ra Ngọc Trai vẫn rất là mạnh mẽ. Đội nhà mình lấy cái tên này cho kiêu kỳ nè. Đó, đây là Tâm Linh. Tâm Linh là Tinh Lâm. Bé Tinh bé Lâm. Tự nhiên đang bên đây đội Hoài Trinh, xong đây đội Tâm Linh. Cũng được không em? Cũng được. Cũng được nha. Nghe hơi, tên hơi rầm nha. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay thật ra tên của các bạn ấy là do cái sự ghép tên và nói lái lại thôi, chứ không có vấn đề gì hết nha quý vị. Đây, đội Hoài Trinh và đội Tâm Linh. Mời các em về chỗ. Các trò chú ý. Bây giờ chúng ta giống như là đang bước vào lớp học. Khung cảnh gợi cho chúng ta nhớ về những cái lớp học ngày xưa của các thầy đồ. Cuộc thi này nếu như các trò mà vượt qua được những thử thách thì tiền thưởng mà thầy dành cho các trò bát ngát bạc ngàn luôn. Mới vô thầy tặng liền cho mỗi đội 20 triệu xài chơi. Cảm ơn thầy. Dạ em xin, dạ em xin. Và cố gắng mang về nhiều tiền hơn nữa nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên dành cho sao hay chữ, vòng khởi động. Trước khi đến với câu đầu tiên, sẽ nhắc cho các em thêm một cái quyền lợi của các em nữa. Có tất cả là 3 quyền ưu tiên trong suốt chương trình. Quyền đầu tiên, mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai, đó là quyền trả lời miễn phí. Quyền thứ ba là quyền cấp vốn. Anh là người cấp vốn cho các em. Cấp như thế nào? Tùy thuộc vào cảm tình. Thế cấp xong có phải trả lại không ạ? Có chứ. Bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vòng 1 bắt đầu. Xin mời câu hỏi hiện lên trên màn hình của chúng ta. 14 ô, vị trí nào là những cái từ quan trọng, nó có thể là mấu chốt, thì chúng ta hãy chọn mua những ô đó. Các em muốn chọn mua ô nào? Em chọn A6. A6 và B6. A6, B6. Thường A6, B6 nó sẽ gieo vần cùng với nhau. Dạ đúng. Ờ, vậy mua chỗ đó kia uổng, nhiều khi mình đoán chỗ đó cũng ra được vậy. Cái này nó chỉ mới là khởi động thôi anh. Sương sương thôi, bây giờ để mình coi. Tại vì là tụi em cũng không có biết là thực sự những cái câu lục bát này là nó có khó không. Lát sau khi anh đọc gợi ý xong, nếu muốn mua thêm thì mua nghe. Bên đây mình mua ô nào? Mua A2, A4. A2, A4. Bây giờ anh sẽ đọc cho các em nghe gợi ý. Rồi chạy lên phải không? Chạy chưa? Chưa. Còn phải lật lên nữa để coi là từ gì chứ biết gì mà lật chạy lên. Câu ca dao nhấn mạnh đến giá trị lâu đời của lao động và giá trị của tài nguyên không được bỏ phí. Xin mời ô chữ. Nghĩ ra được hay không thì lên gõ chiên nha. Còn nếu không thì mua thêm. Gõ chiên. Lẹ. Nè, nhớ nghe, ca dao đôi khi nó sẽ có những dị bản. Mà em thì vốn dĩ là cái người mà ưa phóng tác thơ ca của người ta nữa. Anh sao anh Nghĩa ơi, anh không có tin gì cái khả năng của em gì hết trơn. Không, anh không bao giờ tin hết á. Anh khẳng định luôn. Nói cho đúng nè, nói sai cái là mất 1 triệu đi về đó. Chị Bình Tinh biết chưa? Biết rồi, nhớ kỹ nha. Ok. Rồi, câu như sau. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Chốt phải không? Khoan. Ờ, cái chỗ mà chốt rồi. Lâm đã nói chốt rồi. Chốt đi chị, câu này em thuộc. Dạ, dạ. Mẹ em dặn em. Tại vì nhà em ruộng quá trời luôn. Lâm ơi chớ bỏ ruộng hoang. À, mẹ nói là Lâm ơi chớ bỏ ruộng hoang đúng không? Bao nhiêu tất vàng bấy nhiêu. À, nhà em có mấy chục mẫu dưới quê. À, già quá ha. Già quá. Rồi mời về chỗ. Bé lanh lắm. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, đáp án mà Dương Lâm đưa ra là đáp án. Nói nhỏ cho nghe nha. Dạ. Đúng rồi. Em nghe nói gì không? Em đáp án vừa rồi là đáp án sai. Rồi. Cái giọng nó nớp lên nè.
mẹ dặn sai một từ một thôi. Thấy vừa Lâm ơi là Lâm. Bây giờ nè, các em có muốn trả lời hay không? Bây giờ bạn ơi đó. Ha, mọi người ơi, chớ bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tất đất cái này tất vàng được, đó cái này mọi người ơi. Cái này. Chứ em nghĩ là cái này là đúng này, câu bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu là đúng rồi, còn bên trên thôi. Mua thêm, em nghĩ là mua thêm. Được, em mua thêm từ nào? Mới câu đầu tiên mà sợ gì? A5. 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 Mời ô chữ A5. À. Chị bình tĩnh. Bình tĩnh không? Bình tĩnh không hề bình tĩnh nha quý vị. Thử nha. Sao? Thử nha, em nói chi nè. Anh ơi 1 triệu đây. Tiền đấy, nha. Mình nhiều tiền mà. Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tất đất bao nhiêu tất đất? Tất bạn bấy nhiêu? Chốt chưa? Chốt. Sao em nghe cái từ chờ nghe nó có vẻ ca dao hơn ấy. Thì anh cũng thấy vậy nhưng mà lỡ tại vì anh Nghĩa nói là đây là dị bản mà. Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang. Khác chữ đừng và chữ chớ với Lâm hồi nãy. Bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu? Đây là đáp án, mời em về chỗ. Tại sao ủa, ủa? Em tưởng được công bố luôn chứ. Sao mặt xù như vậy Lâm? Tự nhiên mình lật hết cho người ta, em vô nó sửa sửa em ghét. Chính xác. Khớp với đáp án của chương trình hay không mà thôi. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, chúng ta vẫn nghe nói như thế. Nhưng mà chúng ta cũng nghe rằng là ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, có rất là nhiều những cái dị bản như vậy. Và đáp án của chương trình là ai ơi đừng bỏ ruộng hoang. Vấn đề là mình có khớp hay không mà thôi. 10 triệu dành cho đội Khoai Chinh. Yeah. Lâm là xịt keo luôn em. Tại mẹ em rồi. Không nha. Mẹ em thoại vậy đó, mẹ em Lâm ơi chớ bỏ ruộng hoang. Hồi nãy khi em nói về mẹ em lần đầu tiên anh nghe rõ ràng, em nói rằng mẹ nói rằng Lâm ơi đừng bỏ ruộng hoang. Cái sau đó em lặp lại lần thứ hai. Dạ mẹ em nói Lâm ơi chớ bỏ ruộng hoang. À, anh nghĩ ui sao mẹ em không có nhất quán. Thôi mẹ ở nhà cứ nhắc mẹ em hoài. Dạ xin lỗi bác. Nếu như bác có đang coi chương trình thì bác xí xóa cho em đó nha bác. Dạ. Như vậy là với câu đầu tiên thì đội Hoài Trinh đã chiến thắng, nhưng mới chỉ là câu đầu thôi. Câu số 2. Mời câu hỏi. Bây giờ thì anh sẽ hỏi đội Tâm Linh. Các bạn muốn mua ô nào? Căn số 2 với căn số 5. Căn số 2, số 5. Tầng trên á. Tầng trên. Tụi em xài tầng trên không ạ? A2 và A5. Bên đây tụi em vẫn trung thành là A6, B6. Gợi ý như sau. Câu cây dao nói về sức mạnh của sự đoàn kết. Xin mời ô chữ. Lên Lâm. Lỡ. Đây, đây trước rồi. Nhưng mà em lớn hơn. Lớn hơn nó không quan trọng, vẫn chuyện nhanh hơn. Trời hay đó. Quá, chân dài có lợi. Em xả một cái là tới nơi luôn. À, đáp án của em là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Chốt đi em. Ba cây trụ lại nên. Đúng hòn, rồi, đúng nên rồi. Hay lên, nên hay lên. Nên hòn núi cao. Chốt. Chốt. Câu này mình nghe rất là quen, dạ, đúng không? Nhưng mà liệu có cái dị bản nào ở đây hay không? Cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái mấu chốt mà hai đứa đúng. Mình mất 2 triệu rưỡi. Đúng. Và cái mấu chốt đó thật ra không có gì hết. Chính xác, chúc mừng em. Chạy không kịp người ta nữa là... Chị biết là chịu chạy. Bởi vì quan trọng là mình phải chạy cho lẹ. Có nên chăng em với Lâm đổi chỗ cho nhau? À, không qua đây đi ha. Để chạy cho nó gần. Bên kia Quỳnh nó ngồi ít ra là cũng gần hơn được 2 bước chân. Vậy đi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nói về sức mạnh của sự đoàn kết. Thêm 10 triệu nữa cho đội Hoài Trinh. Mình bắt đầu lên máu rồi. Lên máu. Tháo dài luôn anh. Đó. Lâm ơi, em có cần tháo đôi giày độn không? Xúc độn lên đây. Tự nhiên Lâm vừa tháo đôi giày ra cao bằng bình tinh chắc vui. Bay anh. Trời ơi. Trời ơi, anh nói quá. Chúng ta đến với câu số 3 nha. Xin mời câu hỏi. Tiếp tục mời đội Tâm Linh, bởi vì mình thua. Mua trước đi em. A2, A4. Sao mua câu dưới? Thôi, câu trên là em biết là biết câu dưới liền. Hay quá. Bọn em mua B6 với cả B1 ạ. B6 và B1. Các bạn có thể mua 3 ô nha. Dạ. À, tại vì thật ra hai câu đầu giống như là mình làm nóng. Nó hơi dễ một chút. Dạ. Quen thuộc. Còn từ câu này bắt đầu mình thấy nó lạ lạ đi nè. Câu ca dao như lời than thở của một người phụ nữ có chồng lười nhác. Xin mời ô chữ. Khó đó. Ê, cái này khó thiệt rồi đó. Muốn mua thêm không? Rồi em sẽ mua thêm. Em mua ô nào? Anh nghĩ là A6 luôn, tại vì câu này khá khó. Ngược thì chỗ em nghĩ phải là xuôi chứ. Anh nghĩ là thử A6 đi. Chọn cái ô nào mà mình nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho mình nhiều cái sự gợi ý á. B8. B8. Còn bên đây mình có muốn mua thêm không?
B2. Mời ô chữ. Đó là chữ từ em và từ mèo. Có đội nào có đáp án hay không? Chà, căng ta. Cứ thử đi. Nếu như mà các bạn vẫn chưa tự tin lắm thì chúng ta coi như là bỏ qua một lượt trả lời này và chúng ta sẽ được quyền mua tiếp thêm 3 ô chữ nữa. Không. Không trả lời. Bên đây Hoài Trinh. Dạ không ạ. Chứ như vậy là cả hai đội đều không có câu trả lời bởi vì những cái gợi ý nó vẫn còn khá mơ hồ. Vậy thì chúng ta sẽ đến với cái lượt tiếp theo. Các bạn, mỗi đội sẽ được quyền mua thêm 3 ô chữ. Dạ muốn. Ô nào? B4 không? B4. B4. Và? B4 nè. Tiết kiệm tiền quá trong khi mình đang giàu nhất ở đây. À vậy hả? À quên, mình đang giàu đúng mà rồi. Mình đang giàu vậy thì mình mua thêm đi. Mua hết luôn đi anh. B4 với lại B7. Rồi bên kia, nhà mình đang eo hẹp hơn ta đó. B3. Hoặc là B5 chẳng hạn. B3 đi. Hoặc là B5. Ừ. Rồi. Rồi B3 đúng không? Cho em mua thêm được không ạ? Mời em. Bên đây già đại gia mà. Em mua thêm B5. B5 luôn. B5 luôn. Ừ. Coi như là mua gần hết nguyên cái câu cuối luôn rồi đó. Có 1,5 triệu à. Ừ. Rồi mời ô chữ. Nguyên một câu cuối luôn, chuẩn bị chạy nè. Ôi bông bông lẹ lẹ lẹ. Lâm. Em hả? Em trước đó. Dạ. Yeah. Thấy không? Nhìn đổi chỗ nha, là có gì tiếp phong thủy khác liền. Rồi. Nhìn kỹ nha. Ừ. Và cái câu của em như sau. Chồng người đi ngược về xuôi, chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo. Cái quan trọng là cái câu 6 đúng, đúng hay không thôi. Đúng. Cái câu 8 có gì đâu khó khăn, để lật hết trơn rồi. Các bạn bỏ tiền nó mua sạch. Em nghe qua con này bao giờ chưa Lâm? Dạ chưa nha. Chưa. Hai đứa em còn có cái lý giải nữa. Lý giải thế nào? Chồng em lười nhác như đuôi con mèo. Ủa cái đuôi con mèo lười nhác lắm hả? Quắc hoài nè. Nó quắc nhiệt tình lắm chứ bộ. Đáp án mà Dương Lâm đưa ra là đáp án chính xác. Yeah. 10 triệu dành cho đội Tâm Linh. Yeah. Và như vậy là chúng ta đã khép lại vòng đầu tiên với 3 câu ca dao. Số tiền thưởng của hai đội như sau. Đội Hoài Trinh, số tiền thưởng các em đang có là 32.500.000 đồng. Giàu quá rồi. Đội Tâm Linh, các bạn có 24 triệu đồng. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai. Vòng thi thứ hai sẽ có những cái điều luật nó khác hơn so với vòng 1, nhưng nó sẽ vô cùng hấp dẫn. Hãy quay lại với Sao Hay Chữ sau ít phút nghỉ giải lao quý vị nhé. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Sao Hay Chữ, và đây là vòng thi thứ hai. Vòng này có cái tên là ô chữ độc quyền. Các bạn nắm rõ luật chơi của vòng 2 rồi nha. Rõ. Chúng ta bắt đầu câu số 1. Mời câu hỏi. Chúng ta vẫn còn 3 quyền trợ giúp các bạn chưa sử dụng nha. Bây giờ mời đội Tâm Linh trước nè. Các em muốn mua ô nào? Lúc cái vòng 1 là mình mua văn trên không rồi đúng không? Giờ mình đổi phong thủy đi Lâm. Rồi. Trên dưới hay là sao đó tùy em. A1. Rồi dưới đất là căn nào? 4 đi. Rồi dưới đất căn số 4. B4. 2 ô thôi à? 2 ô. Chà. Trời kỳ. A1 và B4. Bên đây thái độ gì? Mình muốn mua ô nào? Tụi em muốn mua A6, B6 và B1. Mua 3 ô luôn. Dạ. Chơi lớn ha. Dạ. Em mua thêm được không? Được. B8 luôn đi. Okay. B8. B8 đó. Mỗi đội đều mua 3 ô hết. Bây giờ gợi ý thế này. Câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Xin mời ô chữ. Bé Quỳnh trước nha, bé Quỳnh trước thấy rõ ràng. Gì đâu giận. Gì đâu giận. Chắc gì em gõ trước em trả lời đúng. Đúng rồi. Thấy không? Đây. Ủa sao ho ngang vậy? À ho là câu giờ để suy nghĩ. Không. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thu thấm liễu hờn kém xanh. Câu này đã quá quen thuộc, chúng ta đã học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và nó cũng không có dị bản. Chính xác. Hay quá Quỳnh ơi. Xin đợi sao vậy bé Lâm? Nếu như hồi nãy em gõ chiên trước bé Quỳnh thì
thì em có đọc ra đúng được câu này không? Dạ không. Em tự tin vậy đó. Em hãnh diện quá ha. Thì đó em... Câu này nhỏ đi học học kỹ lắm mà. Có học khi mà đọc hết xong mới thấy nó quen thuộc. Còn nếu như nãy mà một mình em làm không được. Ừ. Chứ này tính lên gọi chiên rồi đọc cái gì trọng. Cũng đọc nhưng mà nó có sai một vài chữ. Sai vài chữ. Hơn cho em. Mày thua, mái tóc, tiếc nhường làn da. Nãy là đọc vậy đó. Cho nên là nhiều khi thôi mình không có gõ chiên nhưng mà đỡ tốn mất 2 triệu đó. Hồi nhỏ học văn mà phải không em? Học rồi, ngữ văn cấp 2 mà từ nãy em nói. Nói gì nữa, 20 triệu dành cho đội Hoài Trinh vậy. Trời ơi, thắng hoài luôn. Thì giờ mình ráng thắng lại đi. Rồi, chạy không lại nè. Câu số 2, mời câu hỏi. Các em sẽ chọn mua ô nào? Anh nghĩ vẫn là quan trọng nhất nè. Vẫn là A6 và B6. A6, B6 cho rằng hai cái vị trí đó quan trọng nhất ha. Bên đây A1, B3. A1, B3 là chọn đại không hay có sự tính toán gì trọng? Tính toán hết trơn rồi. Vừa mở cái đầu là biết chụp liền. Rồi, gợi ý. Câu ca dao có nhắc đến hai loại quả diễn tả hai cảm xúc thương ghét. Mời ô chữ. Bình tĩnh nha. Ô chạy lên được chưa? Được. Phải không chị được không? Khoan Lâm. Thiệt không chị? Cái trên thì ok rồi đó, cái dưới. Gõ đi anh, 2 triệu. Có 2 triệu thôi. Đúng rồi, có 2 triệu à. Gõ đi anh, 2 triệu mà. Thôi cái này sao câu dưới đi nè. Nè, nếu không thì mình xài quyền ưu tiên đi. Xài quyền ưu tiên đỡ tốn tiền đó. Rồi, quyền gì? Hay là trả lời miễn phí, mở thêm ô miễn phí đi. Mở thêm ô miễn phí. Em muốn ô mấy? Phải tìm cái từ nào mà mình mấu chốt á, mình cho rằng nó quan trọng nhất. Cái này chị nắm rồi. Nắm rồi chắc không? Trời đất ơi, tin chị đi. Chị lên chị đọc đi. Không, chị không đọc, nhưng mà chị nắm cái này. Rồi vậy sao? Cái này chị chưa nắm, cái này buông nè. Khoan cái này. Chị. Dạ. Em có ý kiến, hiện tại bây giờ là em đang có 2 ô mà em cho rằng là quan trọng nhất. Bây giờ chị có muốn mua không? Không, không rảnh nè. Bây giờ người ta được mở một cái ô mà miễn phí kìa, bên kia mình muốn sử dụng luôn không? Sử dụng luôn. Dạ không, chưa. Này đi. Mẹ. Đúng. Ô nào? Hoặc em đọc sao? Này đây. B4. B4. Rồi, miễn phí. Ô B4. Thấy không? Quan trọng đúng không? Trời ơi, thấy không? Chị bình tĩnh. Rồi, bây giờ có muốn mua bán gì không nè? Tụi em chỉ muốn bán thôi chứ không có mua. Vậy hả? Dạ. Không có dùng cái từ kia được. Không có thể nào mà dùng cái từ lên được. Bây giờ là hiện tại bây giờ là tụi em đang có hai cái ô rất là quan trọng. Mua không? Theo cùng đối no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam, hiểu không? Nó phải một cái dần. Chứ tự nhiên là chàng ơi cho thiếp theo cùng đối no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp chết. Vậy không được. Hiểu chưa? Hiểu ý chị chưa? Đó là cái luật bằng trắc trong thơ lục bát. Hiểu không? Em. Không có thể nào mà như vậy được. Không có lên được. Rồi sao bây giờ có muốn trả lời hay không hay là muốn mua bán nè? Giờ mua B8. Muốn mua B8 hả? Rồi, B8. Mở ra. Coi như mua đủ 3 ô và một ô miễn phí là 4 nữa. Dạ đúng rồi. Chị sao chị tính? Bình tĩnh không hề bình tĩnh anh Nghĩa à. Anh ta nói mà. Cái gì ta? Bình tĩnh không hề bình tĩnh nha. À. Em xin trả lời. Ai khỏi cần có chuông, từ thiện. Lại là chị bình tĩnh không bình tĩnh nữa. Chị yêu em lắm vậy. Mình còn nhiều vòng ngoài sau đó mà bình tĩnh. Ok tùy em. Thì bây giờ em gõ em cũng tốn 2 triệu rồi. Mà chắc chưa? Chắc rồi. Rồi gõ đi. Chơi luôn nha. Thôi lỡ rồi nghèo mà chơi sang. Gõ đi. Nghèo mà chơi sang luôn. Thương nha. Gõ đi chưa gõ. 2 triệu. Nè, bây giờ mình mà nói mà sai đó thì bên kia người ta đã có một vài từ của mình đó nha. Rồi. Cho nên phải cân nhắc từ từ. Rồi nhắc khớp miệng nè, hai đứa nói nè. 2, 3. Thương nhau trà. Quả. Ở dưới gieo dần quá mà trên. Ôi tự đọc đi. Thương nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Khoan. Chốt chưa? Cái chữ nên quả với cái chữ trái phải suy nghĩ lại. Người ta nói thương nhau, cái trái ấu chứ không ai gọi, cũng có thể gọi là quả ấu. Nhưng mà em thấy nó có bị trẻ quá. Em có thấy trẻ, chưa chốt nha. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Quang chốt em không? Chốt cái từ méo đó luôn á. Chốt không? Chốt. Trời chốt. Ơi sao kỳ vậy ta. Trái ấu thì kêu trái ấu chứ kêu ai kêu quả ấu hết á. Tự nhiên trên gieo trái dưới gieo quả ha. Thương thì phải đi đôi với ghét. Cái vấn đề là hồi nãy em đọc thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Đúng hay sai? Chưa mà nhóm gì trời. Lỡ anh sai thì sao? Là em đúng. Đây là đáp án.
Sai. Rồi em trả lời đi. Thương nhau củ ấu cũng tròn. Thôi củ ấu. Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. À, củ ấu ai kêu sao kỳ vậy ta, cái từ méo này nó em làm em khó chịu ghê. Không, thật ra anh lại nghe khó chịu không biết méo. Anh lại nghe rất quen tai cái em câu này quen. À, em quen. Anh không hề thấy khó chịu, bởi vì hồi nãy khi mà Lâm nói là em cãi cho bằng được cái vụ méo đó đó. Chốt không? Chốt. Tại vì là em thấy á, thường thường người ta gọi là củ ấu à, chứ người ta không bao giờ gọi là trái ấu hay là quả ấu. À, bên kia nãy đã mua được cái từ B3 mà đọc lên cho mình nghe rồi là quả rồi đó, đúng không? Ê, và họ đọc tên là quả, có nghĩa rằng cái từ quả là cái từ của đáp án. Ủa, anh đọc là gì? Đúng rồi mà. Ờ, thì em đọc đúng rồi mà. À, à. Nhưng mà em không có chấp nhận cái chuyện là ở dưới là từ quả, bên trên là từ quả, cho nên em sửa là từ cũ, dạ, đúng không? Dạ, em thấy là từ câu 6 đó, thêm là cái từ cũ, dạ. Thương nhau cũ ấu cũng tròn. Đó, à, đây là đáp án. Sai luôn nha quý vị. Các bạn có muốn mua tiếp hay không? Chúng ta còn một lượt thứ hai, mỗi đồ có thể mua được 3 ô nữa. Em mua A3. A3 và được rồi. Đây là cái chữ rất quan trọng nha. Em mua được cái từ này có thể em bán được cho đồ bên kia cũng giá tiền cao đó. Rồi, ok nhé. Rồi, mở. Bên này có muốn mua hay không? Ờ, em muốn mua. Mua ô nào? Mua đi chị bán cho. Chị bán rẻ lắm. Vân B7 với cả A5. Em nghĩ đội tụi em sẽ chọn B7 đi. Còn tụi tì đi, anh thắng thì là okay. B7, em thắng là A5. 1, 2, 3. Anh ra sao rồi, làm lại đi. 1, 2, 3. Ok, anh thua. A5 đúng không? A5. Mở A5. Thật ra tôi thấy các bạn đã mở những cái ô, nó cũng quan trọng đó, nhưng thật ra nó chưa phải là cái mấu chốt của cái câu này. Đó, gợi ý nhẹ, nhắc nhẹ một tí nữa để các bạn có thể là cân nhắc hoặc là mua thêm. Lâm có muốn bán cái A3 không? Mua không? Ê! Hả? Mua không? Không. Không thôi. Tụi em không mua, tụi em chỉ bán thôi. Nên mua thêm nha, chứ theo anh thấy á, thì cái từ mà nãy giờ cả hai đội đều sai mà không ai biết á, nó lại là cái từ mà các bạn không ai mua. Em mua. Em mua. Em mua gì? Tìm sao tụi. 1, 2, 3. B7. B7. Cho em 1 triệu đi. Cho luôn. Cho 1 triệu B1. B1. B1 và B7. Bên đây muốn mua thêm không? Thôi. À. B1, B7. Mời ô chữ. Sao? Có ai có câu trả lời không? Vẫn chưa mua được đúng căng. Cái chỗ cần mua. Căng anh ơi, thiệt câu này căng lắm anh ơi. Em sử dụng quyền gì? Mở ô miễn phí. Em mở A4 á. Chắc chưa? Thì nghe theo lời anh Ngọc Trai. Thử đi anh, chứ bây giờ nó cũng căng lắm. Câu này căng mà. A4. Bên đây bình tĩnh muốn mua ô nào? B2. Thôi, khoan. Cái này A2 luôn đi. Mua mấy ô? Một ô. A2. A2. Vậy thì mời ô chữ. Y vậy. Làm có muốn bán quan ô chữ quan trọng không? Ô2 quan trọng. Cái nào? A2 đúng không? A2 quan trọng. Đó. Vậy là B2. Đó là cái chỗ mà anh nói rằng mấu chốt của cái câu này đó, nằm ở cái ô A2. Để em coi thực giá thì mua. Bán ô A2 cho anh 5 triệu. 3 triệu được không anh? Không, 5 triệu, mày lên trả lời nè. Thôi 3 triệu đi. Lên trả lời đi anh, lên trả lời. Anh lên trả lời đi. Thôi anh lên, em lên trả lời luôn đi. 2 triệu rưỡi. 5 triệu chắc giá. 5 triệu. Không, lên trả lời đi. 2 triệu rưỡi luôn. Lên trả lời đi. 2 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Anh càng tăng giá là em càng xuống giá. 4 triệu rưỡi. Không bán. Ok chi? Thôi. Ok, lên trả lời đi anh. Cái ô A2 là cái ô quan trọng nhất, anh đã nói như vậy rồi đó. Mà chúng ta đã có cái ô đó trong tay rồi. Hai đứa đọc chung nè. 2, 3. Thương thì quả ấu cũng đúng. Tròn. Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Ok. Sao trai, em có hối hận khi em không mua cái ô A2 không? Đúng rồi, hối hận thiệt, hối hận thiệt. Đó. Câu trả lời vừa rồi của Dương Lâm chính xác. Yeah. Căng não luôn. Căng não. 20 triệu dành cho đội Tâm Linh. Thường chúng ta hay nghe nói rằng thương nhau rồi trái ấu hay là quả ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Ít khi nào mình nghe tới một cái bản là thương thì quả ấu cũng tròn, đúng không? Mọi người nghĩ rằng nó là cái từ nhau, chắc chắn là vậy. Nhưng không, nó là cái từ thì. Cho mình nát đầu, Lâm thôi. Chơi đâu mà chị sao căng vậy? Căng triệt luôn á trời. Yeah. Chúng ta đến với câu số 3.
Hồi nãy mua 5 triệu đi là ngon lành rồi, thấy không? Nó chỉ gút mắt ở cái chỗ đó thôi. Chị bán cho hai đứa là giá sale đó mà hai đứa còn không chịu mua. Đã từng có một người phụ nữ không hề ốm, rất rất mập đến đây, ngồi vị trí của bình tinh, bán một từ cho bên kia với cái giá 20 triệu. Trời wow. Ai mua mà. Nhưng bên kia không mua. Cao quá sao mua được. Cuối cùng đành phải bán giá thấp hơn. Đó. Tôi không bao giờ nói người phụ nữ đó là tuyền mập đâu. Bên đây người ta bán có 5 triệu là quá rẻ. Mà hai đứa còn trả 2,5 triệu, đau lòng chị không? Tiếc quá. Câu 3 nè. Mời câu hỏi. Bây giờ bên đây Tâm Linh trước. Mua ô nào? A2B5. Vừa rồi A2 nó quan trọng quá. Giờ mua A2. Mua A2 liền. A2B5. Bên đây mua gì? Thì A6B6. 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 Gợi ý, các bạn có thể nhìn lên màn hình này để xem hình ảnh luôn. Hình ảnh một cô gái tay ẵm con rồi dắt người mẹ chồng tóc bạc ha. Câu ca dao này nói về điều đó. Hình ảnh của người phụ nữ và mẹ chồng. Xin mời ô chữ. Đó, mỗi bên hiện ra có hai từ như đó thôi đó. Đoán sao ra? Mua thêm không? Cái B3. B3. Mua thêm từ B3 đúng không? Là hết. Được thêm một ô B3 nữa thôi. Bên kia có mua không? Mua anh. Ô nào? Mua A1 ạ. A1. Dạ. Mời ô chữ. Giờ đội này nhắm trả lời được không? Lên đi chị Linh. Khoan, cho Tinh xin một giây nha. Chị game bớt căng cho Tinh nha. Sao? Bên đây mình có trả lời hay không? Hai em Hoài Trinh. Ủa? Cái câu này nghe buồn quá mà. Ủa, sao bây giờ em vậy? Muốn mua cái một cái vấn đề bây giờ là có trả lời hay không cái đã. Rồi, lên trả lời đi. Hả? Là... 2 triệu đó. Gõ cái ben cái 2 triệu đó. Thiệt là mạnh mẽ. Mặc dù hiện lên có 3 từ thôi, nhưng mà Dương Lâm vẫn đánh cái chiên một cách rất là tự tin. Chưa chốt nào, đọc chốt nha. Rồi đọc chị Tinh. Con thơ tay ẩm, tay bồng, tay thì dắt. Anh nô, tay dắt. Tay dắt mẹ chồng, đầu đội, một là đầu đội cái khăn, hai là đầu đội cái nón lá, đầu đội gió mưa, hay đó đúng không? Đúng mà rồi. Không biết đầu đội cái gì. Ủa vậy sao lên gõ chiên? Chị Tinh suối. Chứ bây giờ không gõ thì nó ngồi im hoài đâu anh. Không, anh đã nói rồi, nếu như mình không có câu trả lời thì chúng ta sẽ đến với cái lượt tiếp theo là mình mua thêm. Đây là đáp án sai. Rồi ơi. Bên đây có câu trả lời không? Khoan, trả lời hay phải không? Trả lời hay không? Trả lời không? Không. Không trả lời. Bên đây không có câu trả lời. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến lượt mua bán thứ hai. Mỗi bên sẽ được mua thêm 3 ô. Em mua A4, B7. B4, B8 á. B4, B8. Xin mời ô chữ. Bên đây mình muốn mua cái B8 hồi nãy đúng không? Dạ đúng. Bên rồi. Kia người ta mua rồi kìa. Giờ thương lượng với nhau đi. Ngọc Trai, bên đây đang muốn mua cái ô B8 đó. Bán B8 đi. Không, B không phải B8. Bán B6. B6. Bán B6 rồi. Anh có thật sự cần không? Cần, trời ơi, cần chết luôn. Có nó chết luôn á. Có nó dìa luôn á. 7 triệu bán dữ mày. Thì đó, anh thật sự cần mà. Cái này là bây giờ đó, cái dòng này em nghĩ là đây là dòng kinh doanh. Bán đi. Ok. 7 triệu rồi. 7 triệu đúng không? Bán mày. Quỷ vậy. Mua bán giao dịch thành công. B6. B6 đúng không? Vậy thì cái ô B6 bên đây sẽ úp lại và ô dạ. B6 bên kia mở ra. Bán. Mở ra B6. Đó, quan trọng ghê không? Quan trọng ghê không? Rất quan trọng. Cái này luôn này. Là nếu mà mình thắng là mình bị mất 7 triệu trở rồi, mình còn 13 triệu. Đúng không? Bây giờ nó bán thêm cái này nữa 7 triệu. Mua bán vừa rồi, giao dịch 7 triệu. Bây giờ anh hỏi thử bên B8 đó. B8 bán nhiều. B8 bán nhiều. 7 triệu đồng giá. Thấy không? Trả lời. Dạ. Về đây. Sai là mất luôn tiền nha, giờ không mua thêm phải không? Thương lượng ta đi. Sai là mất luôn tiền hả? Từ đó, nãy giờ mình đã mua 7 triệu, mua bao nhiêu thứ rồi. À. Lên gõ cái ban 2 triệu nữa mà trả lời sai mất trắng đúng không? Thì giờ đó lỡ đầu tư cho tới. Bán B8 rẻ rẻ thôi chứ bây giờ thiệt á, trai. 6 triệu. Ủa nó vẫn, ủa cái giá này kia. Ủa mà giá giảm chút nữa đi.
Vậy thắng cái này. Thôi sao mình cũng đã biết cái từ này là từ gì rồi đúng không? Giảm giá cho anh ta đi. 5 triệu. Bằng giá hồi nãy anh nói luôn. 5 triệu. Chơi luôn. Sai. Quan trọng. Trời ơi, kiếm cái đồng tiền cực, cực quá. Đổ mồ hôi, rồi, đau mà... não, về phải uống thuốc bổ não. Mà bây giờ được 20 triệu, bây giờ có tạo bỏ cái câu này ra không có lời lãi gì chứ. Không đủ tiền mua thuốc bổ não. Mua luôn, ít ra được cái danh dự. Phải luôn, mua luôn. 5 triệu, ok. Rồi, trời ơi, nó xài sang quá hả? Ngồi lời không, tôi được 12 triệu. Lời ơi, lời. Ai làm lợi em, đúng không? Ơi. Bây giờ bên đây, họ thắng 20 triệu, mà trừ hết cái mớ tiền đi. Cái tiền mà họ dư lại được, đi cộng vô cái vốn mà không bằng tiền của tụi em. Em đừng nghe lời anh Nghĩa. Anh Lâm, anh Lâm. Em đừng nghe lời anh Nghĩa, anh xui hướng lắm. Anh Lâm, nhưng mà anh chắc chắn mua không? Chắc chắn mua không? Mua. Chắc chắn mua từ này không? Anh mua đi. Anh chắc chắn mua thì là em bán. Tại vì từ này cũng khá quan trọng. Thôi khỏi em mua. Em nghĩ hồi nãy là anh nói sai từ này rồi đó. Nó bị phí quá một chữ mà bán 5 triệu. Mà trong đó tôi đi quay ngày cũng mua 2 triệu. Không, không. Nhưng mà bây giờ có đoán được từ này từ gì chưa? Trời ơi, dễ gì mà đoán ra. Đây cái từ này khó lắm mà. Từ này vừa nãy anh nói sai mà. Máu chốt. Máu chốt. Anh nghe lời anh Nghĩa nữa. Mất tiền là tại MC đó. Là... mua đó đi. Ok, 5 triệu. 5 triệu giao dịch thành công. Cái ô B8 bên đây đóng lại. Mở ô B8 bên đây. Công nhận không? Ê, thấy chưa? Công nhận không? Công nhận. Máu chốt không? Rồi, hay lên đi. Mua xứng đáng. Lỡ rồi, lên luôn đi. Đầu tư xứng đáng. Có ai gọi chiên không? Lẹ. Trời, gói nè, gói đi. Thôi, gói đi. Chảnh, chảnh. Quá trời. Rồi. Câu chúng em như sau. Con thơ, tai ẩm, tai bồng, tai dắt, mẹ chồng, đầu bạc như bông. Dương Lâm, em đã có chốt không? Chốt đi. Chốt. Chốt. Đội tâm linh, các bạn đã đầu tư một số tiền rất lớn, lớn cho cái câu này. Mua có 2 từ thôi mà 12 triệu, trời đất ơi. Đào xót lý con cua. Quá trời thiệt á. Đó, mà bây giờ nếu câu này mà sai một cái là coi như phá sản như chơi. Phá sản. Đúng không? 12 triệu tiền mua 2 cái từ này, rồi chưa kể từ cái lượt 1 đến lượt 2 mình mua thêm mấy từ khác nữa. Mà một từ 1 triệu chứ tỏ gì chết cha, coi chừng coi như là huề vốn hoặc là thăm vốn luôn em ơi. Thăm luôn. Thăm luôn cái tiền thưởng này luôn đó. Để có gan làm giàu. Ôi, Lâm, chị em mình đã ra cái chữ tiêu mà nghèo mà chơi sang mà đúng không? Đúng nghèo rồi. Mà sang. Nếu như mình nghèo cũng được, nhưng mà mình có cái sự hãnh diện. Ở đời mình có bao đúng. Nhiêu cái 10 năm Lâm. Đúng. Đúng không? Đây là đáp án. Giờ tôi nói sai cái chắc Lâm té xỉu. Sai. Cái gì? Hay là đúng ta? Đây là đáp án. Đúng. Yeah. Con thơ, tay ảnh, tay bồng, tay dắt, mẹ chồng, đầu bạc như bông. Anh nói thiệt, chưa biết là bên đây á cái tiền lời mang về được nhiêu nha. Tại vì mình cấn trừ những cái mua trước đó bao nhiêu thứ, mà bên em còn không có 12 triệu ngon lành. Kinh doanh, kinh doanh. Hay. Và vừa rồi chúng ta đã khép lại vòng thi thứ 2 của Sao Hay Chữ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ công bố cái số tiền thưởng còn lại của hai đội chơi, xem có đội nào nhiều tiền hơn sẽ bước vào vòng đặc biệt. Sau hai vòng thi với cái sự ngã bán giữa hai đội rất là hấp dẫn, đội Tâm Linh các bạn còn lại số tiền là 31 triệu đồng. Ủa sao tự... thì đúng rồi không, thường thường mà MC mà nói đội nào trước là đội đó đi về đó. Có tùy đội Hoài Trinh, số tiền các bạn còn lại bây giờ là 47 triệu 500 ngàn. Yeah. Nhờ 12 triệu của bên đây mà bên em có cái số tiền cao vậy đó. Dạ. Chứ nếu không là mình có 35 triệu thôi. Đúng không? Hồi trừ nãy đi 12 triệu. Em nghĩ là do tụi em cũng phải cứng rắn lắm chứ không thôi là anh Lâm nó nói là hồi tụi em bán còn 2-3 triệu thôi đó. Chết trời đất ơi. Phải cứng rắn lắm á. Quá thì Lâm. Thì đó anh Nghĩa cứ suối suối hoài. Không mà câu toàn mấu chốt thiệt anh Nghĩa. Nói thật chứ anh Nghĩa không có nói sao. Nếu mà không mua hai cái từ đó là em đã không trả lời được cái câu này đúng em không? Em vôi rồi. Thôi kệ được cái sự hãnh diện. Cũng được. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với đội Tâm Linh, Bình Tinh và Dương Lâm tại đây. Cái cảm giác của em bây giờ thế nào Lâm? Em bị hụt hẳn và em muốn liệm đi. Liệm đi. Em liệm đi ra đỡ em cho nổi. Nói chung em mệt mỏi chán trường á tự nhiên.
đó giờ chị game thắng không mà bị thua cái bị hụt hẫng á, tụt mút muốn liệm, nhưng mà em thấy rõ ràng là mình mở được những cái câu rất là khó luôn. Đúng. Thật sự luôn á. Còn Bình Tinh bữa nay đến với chương trình này em thấy sao? Rồi em nói thật sự là về em mua thuốc bổ não, em muốn hơi bị đau não quá. Ừ, mà thú vị không? Ta nói Lâm nó cứ ngồi kế bên nó cứ sao chị hoài mà căng, nhưng mà khi mà mở ra được cái câu mà bằng chính cái suy nghĩ của mình nó cảm thấy thích. Ừ, và cả những cái câu mà đó giờ mình tưởng rằng quen thuộc nhưng mà hóa ra nó có những cái gì bản như thế. Và hôm nay chúng ta đã biết thêm được rất là nhiều điều về ca dao Việt Nam. Như vậy thì chúng ta sẽ chia tay với Tâm Linh tại đây. Còn đội Hoài Trinh, hai em sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị khán giả sau ít phút nữa nha. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại cùng với chương trình Sao Hay Chữ. Đây là vòng đặc biệt. Quỳnh, từ đầu chương trình tới bây giờ em thấy cái cuộc chơi này đối với em nó có quá khó khăn hay không? Với một học sinh đã từng là học lớp chuyên văn. Em thì em thấy cái đầu tiên là em thấy vui, xong là em thấy sướng. Tại vì là mấy cái câu ca dao tục ngữ này em nghĩ là em đã quên mất rồi ấy, nhưng mà tự dưng mình nhớ lại cảm giác người trong người mình cứ dần dần luôn ấy. Thì nói chung là em thấy là cũng hơi khó với em, tại vì là thực sự là khi mà mình đi học ấy mình cũng không có được biết nhiều đến những cái câu ca dao tục ngữ, nó ví dụ giống như là kiểu con dâu mẹ chồng như vừa nãy chẳng hạn, hoặc là nhiều khi mình biết những cái câu nhưng mà nó biến tấu này kia nọ thì cái đó thì mình không biết. Thì nói chung hôm nay em đến đây thì em cảm thấy vui và kiểu mở mang được cái kiến thức của mình đó hơn nhiều. Đó là cái điều mà chương trình mong muốn mang lại cho những người chơi cũng như mang lại cho quý vị khán giả xem truyền hình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thi của hai bạn ấy nha. Đây, mời câu hỏi. Đó. Các em muốn mở những ô nào, các em cứ gọi lên, 21 ô tất cả. Anh nghĩ là đầu tiên là mình nên mở những cái ô quan trọng trước đi. Thế này ạ, thường tất là... tất cả những cái A6, B6, đúng vậy. C6, D6. Từ từ, đọc. Em mở tất cả những ô nào có số 6 ạ. A6, B6, C6, D6, E6, F6. Dạ. Rồi, tiếp theo. B8, D8, F8. Ba cái số 8. Bây giờ là anh nghĩ là chính giữa là 4 hoặc 5. Mà là câu trên hay câu dưới thì tùy em. A4, C4, E4. A4, C4, E4. Rồi. Mấy cái đầu đi anh, em thấy nó cứ trống trống. Giờ tụi em còn quyền mấy ô nữa? Thì nè, 4 là 12. Được mở 21 ô lận mà. Vậy là B4, D4, F4. B4, D4, F4. Dạ. Mở đều trân vậy ha. Dạ. 2 đi anh. Ừ. Số 2. A2. B2. B2 không anh? Ừ. A2, B2, C2, D2. E2 và F2. Các số 2. Dạ. Rồi, mỗi đội, mỗi câu là nhiêu rồi? 2, 4, 6, 7 là đủ rồi đó. Đủ dạ. Rồi. Đủ 21 ô rồi đó. Dạ. 2, 4, 6, 7 đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta xem coi đó là những cái từ nào ha. Xin mời ô chữ. Chuẩn bị thời gian bắt đầu. Câu 1, câu ca dao nhắc cho chúng ta nhớ về một ngày lễ truyền thống hướng về quốc tổ trong năm. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đúng, chính xác. Câu 2, câu ca dao theo cách nghĩ xưa nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào. Trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn mặt chứ, nhìn mặt. Cứ đoán đi anh. Anh đoán câu 6 mặt mà bắt hình dong. Gợi ý của câu 3 là câu ca dao dùng biện pháp nói quá ví nỗi nhớ bằng những thứ rất nóng. Đó là câu số 3. Còn câu 2 là câu ca dao theo cách nghĩ xưa nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào. Nhìn mặt mà bắt hình dong. Con lợn thì béo mà lòng thì ngon. Anh nghĩ cũng được chứ bộ. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Trong mặt mũi thì đó. Để anh nghĩ câu cuối ở dưới coi. Trong lợn tưởng béo, trong lòng tưởng ngon. Nhìn mặt, nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào. Là câu 2 đó. Theo cái cách nghĩ của người xưa. Trong mặt thì bắt trong mặt chớ bắt hình dong.
nhìn lợn thì béo nhưng lòng thì ngon hả ta? Thì sai. Nãy giờ mình có đồ ăn không hả ta? Sai. Câu ca dao theo cách nghĩ xưa, nhìn bề ngoài cũng biết được tính nết thế nào. Trông mặt mà bắt hình dong. Con lợn thì béo, miếng lòng thì ngon. Gần đúng. Anh ơi anh. Má lợn thì béo, còn lòng thì ngon. Vẫn là đồ ăn. Rất sai. Còn 10 giây. Đoán câu 3 đi. Trong mặt. Đừng đứng trên lửa hay ngồi trong than. Hết giờ. Câu đầu tiên thì nó quá quen đúng không? Dạ. Yeah. Nói về, nhắc về ngày giỗ tổ Hùng Vương. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 thì câu này hầu hết là người dân Việt Nam chúng ta ai cũng phải thuộc nằm lòng. Nhưng câu số 2 và câu số 3, đặc biệt là câu số 2, chúng ta vẫn nghe quen cái câu 6 thôi, cái câu trên thôi. Rồi. Nhưng cái câu 8 bên dưới thì ít khi nào chúng ta nghe nhắc đến. Câu số 2, xin mời đáp án. Trong mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo, cổ lòng mới ngon. Cổ lòng. Câu số 3 là một cái câu mà nói về nỗi nhớ và người ta ví nó như là ngồi bằng một cái những thứ rất là nóng. Mời đáp án câu 3. À, nhớ ai bồi hồi bồi hồi. Nhớ ai bồi hồi bồi hồi, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Một cách ví von nó hơi thậm dưng một chút về cái nỗi nhớ của mình cho dành cho một ai đó, như là đứng đống lửa như ngồi đống than. Và như vậy là đội Hoài Trinh, các bạn trả lời đúng được một câu, mang về cho mình thêm số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Và số tiền thưởng mà đội Hoài Trinh có được trong ngày hôm nay là 67 triệu 500 ngàn đồng. Chúc mừng hai em. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã có một chương trình Sao Hai Chữ thật vui và cũng thật hấp dẫn với sự góp mặt của hai đội chơi Hoài Trinh cũng như là đội Tâm Linh, Bình Tinh và Dương Lâm. Cảm ơn tất cả các em rất nhiều đã đến tham gia chương trình này. Và hy vọng rằng quý vị khán giả khi theo dõi chương trình của chúng tôi cũng đã nhớ về những cái kho tàng ca dao của Việt Nam chúng ta, những câu ca dao mà chúng ta đã từng học vào cái thời mà còn cấp sách đến trường, hoặc là những câu ca dao mà chúng ta ít nghe đến, ít nghe nhắc đến. Hôm nay chúng ta có cơ hội được dịp để quay trở lại với những điều đó. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Sao Hay Chữ. Và đến đây thì cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Chương trình Sao Hay Chữ sẽ gặp lại quý vị hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút ngày thứ ba trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.